Gần một tiếng trôi qua mà cái giếng này vẫn còn đang đỏ lửa. Hàng năm có không biết bao nhiêu người Việt Nam của chúng ta đón nhận cái chết bởi vì một căn bệnh mà cho đến nay vẫn chưa có thuốc chữa. Nó nguy hiểm hơn cả HIV, đó chính là ung thư. Và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại tỉnh Quảng Trị để sắp tới sẽ tiến vào làng Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong. Ở đây được mệnh danh là làng ung thư. Có rất nhiều người đã phải đón nhận cái chết, chia tay những người thân của mình khi mọi thứ còn đang dang dở. Không biết điều gì khiến cho ngôi làng này được người đời gọi là làng ung thư, phải chăng có một nguyên nhân nào đó? Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi tới thăm ngôi làng và chúng ta sẽ cùng điều tra cũng như là tìm hiểu về đời sống của người dân ở đó.